Anh em chuẩn bị đón xem pha phát bóng tấn công của Lý Bôn. Phá bước 1 anh em ạ. Rất nhiều tình huống phá bóng bước 1. Quá ngon rồi. Cú nhỏ. Bom. Nhỏ. Bom. Đúng là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam anh em ạ. Cú nhỏ thả bom quá nhiều. Sáng nay thì Dũng nhỏ cũng đã cắp sách vở sang phòng của tôi, hỏi là anh ơi, anh dạy cho em một bài được không? Thì anh chỉ bảo một câu là em ơi, hãy đánh hết sức của em. Vậy là hôm nay Dũng nhỏ là cứ thả bom thôi anh em ạ. Anh Bôn phát kinh lắm, đúng không? Lý Bôn hiện tại đang là cầu thủ solo hiện tại số 1 của Việt Nam rồi. Lý Bôn tiếp tục phát bóng lòng tay. Quá hay. Lý Bôn tiếp tục phát bóng lòng tay. Quá hay đến từ vị trí của Lý Bôn. Mùa giải năm nay thì Lý Bôn ghi bàn rất nhiều. Anh kể chuyện là Kaka ném gạch thui Dũng nhỏ ơi. Tiếp tục là Lý Bôn với tình huống phát bóng. Vẫn còn. Hải Cơ rất lăn xả. Vẫn còn. Phản công cho đội tuyển Điện Biên Phủ. Không lo rồi. Không lo rồi. Không lo rồi. Không lo. Khi mà hàng trắng của chúng ta là Dũng nhỏ anh em ạ. Điểm cho Tuấn Giáo 18-8 rất cách biệt rồi. Rất nhiều khả năng nếu như Serbia chiến thắng với tỷ số cao thì chắc chắn bình luận viên Quốc Khánh sẽ là người vào sân rồi. Những bài nhanh chóng bị bắt bài rất đơn giản. Thực sự rất khổ sở cho các đội tuyển bên phía Điện Biên Phủ. Vâng, Lò Cường rồi. Tình huống biên hài rất tốt của Lò Cường. Điểm số hiện tại đang là 19-8 rồi anh em ạ. Vâng, mọi người chia sẻ livestream hộ em. Hiện tại đang là xét đấu thứ hai rồi. Mình đang dẫn với tỷ số 19-8. Lý Bôn phạt bóng rất. Lý Bôn phạt bóng rất lực. Vâng, một tình huống phạt bóng ăn điểm trực tiếp của Lý Bôn. Ở mùa giải năm nay thì Lý Bôn đã ăn rất nhiều bàn, ăn rất nhiều điểm với tình huống phát bóng như vậy rồi. Phải nói là phải cực kỳ già dơ, phải cực kỳ kinh nghiệm thì mới đủ bản lĩnh để phát bóng như thế này. Tiếp tục. Như thế này. Tiếp tục. Như thế này. Tiếp tục. Quá, quá đẳng cấp anh em ạ. Không hiểu sao hôm nay Lý Bôn lên đồng như vậy anh em ạ. Hai tình huống ghi điểm trực tiếp bằng phát bóng. Phải nói là Lý Bôn phát bóng quá kinh cơ. Vâng, tiếp tục là tình huống phát bóng của Lý Bôn. Vâng, không được rồi. Có thể là sau thời gian nghỉ, Lý Bôn đang mất cảm giác bóng một tí. Nhưng không sao.